Ai chủ động đoạn bắn nhau này? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Ui, mình xin một thằng. Ui, để phát vào đầu. Rồi các em, chúng ta mình là Linh đây. À, nó cầm sửa đít, nó cầm sửa đít. Ôi, em biết khẩu này khẩu gì không? XM8. Hôm nay mình sẽ làm một clip vừa súng mà có vẻ như anh em lại muốn mình quay trở lại những cái dòng súng mà nó rất là cổ rồi. Cái lòng này nó chẳng phải huyền thoại gì đâu. Nhưng mà số phận của em súng, cái em súng vua súng ngày hôm nay thì nó rất là hẩm hiu ạ. Kể từ cái ngày em mới ra mắt thì từ sau trở về sau là chả còn ai chơi em ấy nữa. Vì kiểu gọi là cái độ bá đạo. Và cái quả XM này nó lâu lắm rồi ấy nhỉ. Cũng không nhớ là anh em sở hữu nó bằng gì cơ. Không, hình như là không phải là bằng GP đúng không? Mình nhớ là phải nạp ấy, nạp lần, mình nhớ là nạp lần đầu ấy. Ừ đúng rồi, nạp lần đầu đấy em sẽ có khẩu XM. Ultimap 100 tiến hóa bậc 2. Nghe nghe tiến hóa bậc 2 cho nó ngầu vậy thôi chứ còn mình cảm giác từ bậc không, từ chưa tiến hóa với cả tiến hóa thì nó chẳng khác gì nhau em. Nó bẩn bựa và nó nhìn như kiểu súng gì ấy. Cái gì đi cùng với set súng gì thì hợp lý. Nhìn được phết anh em, cái loại này bắn viên đầu đấy. Ui ôi, nó giật. Má trưởng thật. Dâu quên nó đấy. Ô mẹ nó cái hết mình kìa. Quả này anh em nên là tát từng viên nhé. Chứ nó rất là giật. Và mẹ chết đéo đâu. Nó nhập thật là chết. Chứ mà mình đứng sau chết đâu ăn ạ. À đâu ấy. Mẹ thằng khựa đấy nhá. Tàu gươm nó bắn mình hai mạng rồi đấy. Ui ôi. Ui ôi. Từ. Mình hoàn hồn á. Cái này nó súng máy nó bắn chậm vai. Mình nhìn cái tốc độ này. Ê, nhưng mà nghe thì kiểu cạc ấy. KC ấy. Ui giời, được. À, VSS cũng là tiền hóa bậc 2. Tiền hóa, gọi là mắc tiền hóa đấy. Nhưng mà thôi, nói chung là của free nha bạn. Chúng ta không có đòi hỏi nhiều hơn được nữa. Hai viên. Được cái này bắn rất là nhanh. Hai viên thì được giữ phải ít là phải bắn bắt đầu nhé, chứ không là hai viên thì cũng hơi khoai đấy. Khó được. Sai, được không? Lại được quá luôn. Mẹ ơi, nói. Ôi, mày đang gáy. Ôi ôi. Ôi, chúng một viên rồi. Mày. À, hai viên không chết kìa, what the fuck. Ui, một thằng. Ôi, thì bé này để vào đầu này. M cái gì này, MP7. MP5 bây giờ có MP7 à? Cái này cũng thuộc dòng là mắc tiến hóa rồi. Ôi, mà được phết nha. Khẩu này ngon anh em, khẩu này ngon mà. 95 máu kìa, chân tinh cầm ly. Ôi, what the fuck, cầm ly à? Idol. Ngày xưa, ôi. Mau, ra đấy. Cái đích bay mà mình biết nó bắn nó sâu rồi mà. Lúc mình ra mình solo kill với nó thì nó lại trốn mất. À, mau gôn, cái lần này thực ra nó chẳng phải là lãng quên cái gì đâu mà chắc bị bừa đấy. Bởi vì shotgun, nick của em này toàn shotgun xịn quá anh em ạ. Nên là mình trang bị cái này nó gọi là yếu nhất rồi, toàn em vip thôi. Mạnh quá em. Anh em nhớ like của mình nha. Em kia tên là mỗi ngày mình sẽ, nếu mà cố gắng mình sẽ làm được một clip truy kích mỗi ngày ấy, nên là em cứ thoải mái thôi. Tiếp 92. Và có thể là một clip sẽ ép nữa, hoặc là một clip vớ vẩn gì đó, vlog các thứ này, đó. Đổi gió cho anh em, mỗi ngày mình đổi gió một lần ép. Dình. Quả tip này là GP nhỉ? Ừ, cái này là này, GP này. Ôi, cái này phải bắn vào đầu. Bắn vào đầu một phát thì cũng chết đấy, cũng ghê phết. Cái này ngày xưa lúc mà nếu mà không có cái kiểu Infinity ấy, đuôi Infinity thì mình rất là ưa cầm khẩu này. Cầm khẩu này đi bắn. Bởi vì nó nhiều đạn mà săn giòm rất là thích. Còn bắn với người thì như mình chưa bắn với người bao giờ. Điện thoại đấy. À, ui ôi. May mà lắm đạn đấy ạ. Ui ôi, không chết cả. 4 viên là phải 4 viên mới chết được một người, mới bắn được một người đấy. Chưa biết là sao con này được khó bắn thế. Con này. Ôi mù mắt rồi, mẹ nó dí thả đôi VT vào bồm. Ôi nó đến bom rồi này. Con này, mình sẽ cố gắng đua top đi. Headshot. Chỉ 9 máu vãi thưởng thật. Mẹ thằng
Tao khựa nó lên bom rồi em ơi. Đây đây, quay trên này, quay trên này. Trời ơi mày... Làm gì tao, mày làm gì đó. Double kill lại, ui chết. Có lẽ có đó, mình qua được cái đoạn bom này là mình nhìn dễ. Em đoán xem cận chiến sẽ là cái gì đây. Đây là một loại vũ khí cận chiến mà thực sự là cái nó rất là khác biệt đấy, mình thấy cảm giác nó rất là khác biệt so với những vũ khí cận chiến ngày của ngày xưa. Nhưng mà em cũng gọi là vì nó khó quá là khó chơi nên là rất là ít anh em để ý đến. Em thử đoán xem nó là cận chiến gì. 37, thằng top 37 rồi. Con đấy, con đấy. Một mana, một mana. À, liệm tử thân. Ôi, cái loại này thì là vũ khí biểu tượng cho đầu to rồi. Nên là mình cũng nó thích nó lắm nhưng cái này nhìn nó ngầu vãi các bạn. Cái này tuy là chém khó nhưng mà nó cái độ ảo diệu của nó, em công nhận nó chém rất là khó nhìn ấy. Khi mà anh em mà chẳng hạn đi solo với nó nhá, cực kỳ khó khi là nó chém luôn. Nhiều khi mà méo hiểu sao chết. Đây là vũ khí thực sự nó rất là khác biệt. Ui ôi mẹ nó chậm. Ui ôi. Rồi nó tươi quả bom chết cả lũ. Chết nó 39 đâu có kịp không. Ui không kịp rồi. Đó, đó là những vũ khí cận chiến đó. Mà vũ khí mà mình nó bị thực sự là rất là đen đủi mà bị hắt hủi của anh em truy kích. Anh em đừng quên like cho mình cảm nhận nha. Bye, chúc mọi người vui vẻ.